mà gọi chung tên chung nó gọi là bệnh cúm. À, bệnh cúm. Nhưng mà cái bệnh cúm đó thì nó có nhiều loại cúm, cúm cúm gia cầm, cúm heo, cúm trên người, vân vân. Và cái bệnh cúm này chúng ta đã biết là trên gia cầm là có tầm quan trọng cao, nó hay xảy ra khi nếu mà độc lực cao thì là nó gây chết gia cầm với số lượng lớn, lại cao thì lại chết cao. Và ở trên người thì đa phần là gây những cái biểu hiện cảm cúm thông thường. À, cái cúm mùa thì nó xảy ra ở phương Tây, ở những cái nước ôn đới, hàn đới, nước nơi mà khí hậu lạnh á, thì nó cái hậu quả nó nặng nề hơn ở những nước nhiệt đới. Và tỷ lệ chết có khoảng 2-3% ở những cái nước đó. Tại sao như thế? Tức là mình thấy là ở Việt Nam mình nhiễm cúm, cảm cúm thì ít khi bị chết, đúng thì người ta cũng thấy là người ta nghiên cứu, người ta thấy là ở nhiệt độ thấp, cỡ khoảng 10 15 độ C, độ ẩm thấp thì là cái con virus này nó truyền lây dễ hơn. Và với số lượng ít virus cũng đã đủ gây bệnh rồi. Trong khi đó ở nhiệt độ cao thì cái mức độ lây lan nó kém. Virus nó cũng cũng bị tác động bởi nhiệt độ. Thứ hai nữa là cái số lượng virus nó lại gây bệnh nó phải nhiều hơn, do đó là cái mức độ bệnh nó cũng không có nặng nề. Và lâu lâu ở trên người sẽ lâu lâu trong lịch sử loài người cũng đã xảy ra nhiều cái trận đại dịch cúm. Và đại dịch giống như là COVID-19 này, nhưng mà cái mức độ nó trầm trọng hơn. COVID thì chết mấy triệu người, chứ còn cúm thì là mười mấy triệu người. Năm 1918 là đại dịch cúm, cúm Tây Ban Nha, do cái chủng cúm mà lây từ heo. Cái chủng cúm đó nó được hình thành là do tổ hợp của cái cúm gà và cúm heo, nó hình thành cái chủng độc lực cao và nó gây bệnh trên người. Đó là một cái giới thiệu sơ về cái con virus này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái đặc điểm mà chúng ta cần quan tâm. Đó là cái đặc điểm về hình thái. Thì cái con virus này nó nhất là nó có vỏ, kích thước vừa vừa, cỡ khoảng 80 đến 120 nanomet. Nó có vỏ, do đó nó khá là nhạy cảm với những cái chất mà có khả năng làm hòa tan lipid. Đó là lý do mà người ta hay khuyến cáo là gì, là mọi người nên siêng rửa tay bằng xà phòng, đúng không, để ngăn ngừa sự lây lan của virus cúm cũng như là cái virus COVID-19 đó. Con đó nó cũng có vỏ nên là mình nên mang rửa tay và xà bông. Cái bộ gen của nó là RNA, là một sợi âm, và nó có cái đặc tính là nó phân đoạn. Cái bộ gen này nó phân đoạn thành 6 đến 8 đoạn, hoặc là 7 7-8 đoạn. Bộ gen nó phân đoạn, và cái capsid của nó
cái dạng gọi là đối xứng xoắn ốc. À, đối xứng xoắn ốc. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không phải là những cái mặt khác như những cái con virus trước. À, đối xứng xoắn ốc nếu bạn tưởng tượng giống như là cái cuộn chỉ ấy. À, thì cái protein capsid nó giống như là cái những cái sợi dây chỉ nó quấn quanh cái cuộn chỉ. À, quấn như thế thì giống như cái hình ở giữa này, cái hình ở giữa này mình thấy là cái protein nó quấn kiểu như là xoắn ốc, quấn vòng quanh cái lõi ở bên trong. Cái cấu trúc bên trong thì nó là chỉ là cái chứa những cái bộ gen thôi, chứa cái đoạn là điện RNA. Thì cái từng đoạn RNA của virus đó, bộ gen của virus thì nó được bảo vệ bởi những cái protein nó gọi là NP, tức là nucleoprotein. Nucleo là nhân đúng không? Tức là những cái protein nó bám với cái axit nhân này hay là ở trong nhân virus. Thì cái protein này nó khá là tại vì nó nằm ở bên trong virus nên là nó khá là ổn định, ít thay đổi. Và từng cái đoạn gen nó có một cái phức hợp, mà cái phức hợp là PA hay PB1, PB2 này, nó là cái phức hợp mà thực bản chất nó là những cái men polymerase. À, nó là những cái polymerase để giúp cho cái con virus nó phiên mã. À, nó phiên mã vì trong tế bào nó không có cái men polymerase mà tạo cái RNA từ một cái RNA khác, đúng không? Thì người ta phiên mã thì là người ta sẽ tạo ra cái mRNA thông tin từ cái DNA, đúng không? Còn anh chàng này là của gen nó là RNA, từ đó nó phải tự trang bị cái men của riêng nó cho cái bước đầu tiên, đó là phiên mã để tạo ra RNA thông tin, cũng như là nhân cái giúp nhân cái bộ gen nó lên. Đó, chỉ trong bộ gen nó là như thế. Còn đến cái phần capsid. Phần capsid thì cái phần mà trắng trắng này là cái phần mà quấn xung quanh thành hình xoắn ốc này. Đó là cái protein M. Nó gồm có hai thành phần là M1 là cái màu trắng trắng ngà, và M2 là cái phần màu nâu. Thì nó cũng đều gọi là cái protein M, nó chia làm M1 và M2, nó gọi là một protein matrix. M là matrix mạng. Protein này cũng khá là ít thay đổi. À, và cái M2 này đó là cái giống như là một cái kênh ion, là kênh ion để nó lấy ion hoặc nó đẩy ion ra, thì nó liên quan đến cái việc mà thay đổi pH trong cái virion của cái virion virus này khi mà nó xâm nhập vào tế bào á, thì nó cần phải có cái sự thay đổi pH. Thì nó cái sự kiện nó như thế nào thì chút nữa mình sẽ nói đề cập tới. À, mình biết là có một cái M. Rồi bên ngoài nó sẽ có hai cái gai HA là viết tắt của chữ hemagglutinin. À, hemagglutinin là ngưng kết hồng cầu. À, đấy, mình biết được là cái bản chất của con virus cúm này là gì, là có khả năng gây ngưng kết hồng cầu. Và cái HA này là cái thành phần mà nó bám hồng cầu để gây ngưng kết đó. Ngoài ra nó cũng là cái thành phần
rất là quan trọng trong việc bám với thụ thể trên tế bào để giúp virus nó xâm nhập vào bên trong tế bào. Cái kế tiếp đó là cái gai NA. Gai NA là viết tắt của cái chữ là neuraminidase này nó có chức năng là giúp cho cái con virus nó giải phóng ra khỏi tế bào. Tức là khi mà nó thoát ra ngoài tế bào thì nó vẫn còn dính ở trên cái màng tế bào, cái bề mặt bên ngoài tế bào. Thì cái NA này nó sẽ phân cắt cái phần dính đó, cắt nó ra để virus nó rời khỏi tế bào, nó rời, hoàn toàn rơi ra khỏi tế bào. Đây là một cái hình khác của cái cấu trúc con virus. Ngoài ra còn có những cái protein, nó gọi là protein không cấu trúc, là hình thành trong cái lúc mà nhân lên của con virus. Nó gọi là NS non-structural protein. Thế thì quan từ từ lấy cái sạc máy tính. Rồi, con virus cúm nói chung thì người ta sẽ phân loại nó đầu tiên là định típ, sẽ phân loại nó thành những cái típ khác nhau dựa vào cái gen M và gen NP đó. Hai cái gen đó là hai cái gen mà ít thay đổi nhất. À, thì dựa vào hai cái gen này, người ta phân virus cúm ra thành những cái típ và đặt tên theo cái chữ cái ABC, ví dụ gọi là típ A, típ B, típ C, típ D. Và mình hay nghe là cúm A, cúm A thì là cái A đó là có nghĩa là típ A. Đó. Rồi vì con virus này nó biến đổi rất là nhiều. Biến đổi nhiều cũng cỡ giống như là con là mồm long móng đó. Nó biến đổi nhiều nên là người ta phân cái típ này thành những cái sub típ. Thì dựa mình muốn phân thành sub típ thì mình dựa vào cái HA cũng như là cái NA, là hai cái gai ở bề mặt tế bào, bề mặt cái con virus. Thì cái HA người ta thấy là có 16 cái HA, nhưng tôi nghĩ là hình như là gần đây họ có update, họ có cập nhật như có 10, có nhiều hơn 16 HA, biết là mười mấy, 19 hay bao nhiêu đó, 18, 19 gì đó. Nói chung là nhiều, là hơn chục. Và cái NA thì cũng phải có 9 cái NA. Và cái sub típ là cái tổ hợp của cái 16 cái HA và 9 cái NA này. Và tất nhiên là có những cái sub típ mà nó gây bệnh nặng hoặc trên từng loài. Thì cái này nó rất là quan trọng. Vì sao? Vì nó con virus nó biến đổi nhiều, và biến đổi gen nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến kháng tính kháng nguyên, đúng không? Và tính kháng nguyên có nghĩa là cái miễn, liên quan đến miễn dịch bảo vệ. Thì những cái khi mình chọn lựa chọn kháng mình lựa chọn cái vaccine
để đề phòng bệnh thì nó phải cùng tiếp, không nói rồi một phần chung cả cái sắp tiếp nữa. Thì hai cái HA và cái NA này nó đều tạo ra kháng thể trung hòa khả năng bảo vệ ung thư. Do đó khi mà cái sắp tiếp nó phù hợp thì là khả năng cao là nó mới đảm bảo cho cái việc là tăng cái hiệu quả của vaccine. Đó là mới đảm bảo, tức là mới có khả năng cao thôi chứ không phải là 100%, tại vì trong từng cái sắp tiếp nó lại thay đổi, nó biến đổi, nó chia thành những cái nhóm trong đó. Do đó mình trước ít nhất là phải định tiếp và sắp tiếp thì lúc đó mới cái lựa chọn cái vaccine là nó đúng được. Nói về cái sự biến đổi của virus đó, thì lúc đó mình nói là con virus này nó biến đổi rất là nhiều, và nó có cái hướng biến đổi rất là mạnh. Thì nó biến đổi bằng cách nào? Con virus mà đặc biệt là RNA virus nói chung mà, thì là người ta thấy là nó biến đổi rất biến đổi nhiều. Nhiều đó là do làm sao? Là do khi mà nó nhân lên, cái bộ gen của nó nhân lên, thì khi mà sao chép cái bộ gen của nó thì nó có khuynh hướng là nó sẽ xảy ra sai sót, đúng không? Nhưng mà khi mà ở DNA á, khi mà DNA lên nhân lên thì cái giai đoạn sau của nó có một cái giai đoạn nó gọi là giai đoạn sửa sai, gọi là proof reading, đó là nó có một cái như cái men polymerase nó kiểm tra và nó thấy nếu mà sai sót thì là nó sẽ lấy cái nucleotide mới mà đúng nó sẽ gắn vào nó sửa sai. Nhưng mà ở RNA thì nó không có cái chức năng đó. Và đối với virus nói chung á, thì thường là nó sẽ xảy ra những cái đột biến điểm trên cái gen. Và những cái đột biến điểm này nếu mà ở cái bộ ba codon á, bộ ba codon ví dụ như là A, G, C, T chẳng hạn, nếu mà nó xảy ra ở cái vị trí kiểu nút như tiếp thứ ba của cái codon này thì không sao, thì nó không có ảnh hưởng đến cái acid amin. Nhưng nếu nó xảy ra ở những hai vị trí đầu này thì nó sẽ thay đổi cái acid amin tạo thành cái acid amin khác, và như thế thì acid amin thay đổi thì sẽ liên quan đến là nguyên cái protein này nó thay đổi, đúng không? Và thay đổi như thế thì sẽ ảnh hưởng đến những cái bước về sau như là tính sinh miễn dịch vân vân, cái đấy kháng nguyên. Thì ở trên cái virus cúm là những cái đột biến điểm này, những cái đột biến nhỏ nhỏ này nó gọi là antigenic creep. Mình có thể hiểu tức là những cái đột biến nhỏ, đột biến điểm. Và cái này nó xảy ra ở những cái con virus khác, những đột biến đó. Nhưng mà ở trên cúm thì nó người ta quan tâm nó nhiều hơn một chút xíu. Còn một cái dạng đột biến khác nó gọi là antigenic shift
tức là thay đổi mà bây giờ là liên quan tới đoạn, tức là nguyên một đoạn này nó thay đổi. Thì ở cái con virus cúm này nó còn dễ thay đổi hơn à. Vì mình nhớ là cái bộ gen của nó là phân đoạn à, phân đoạn, tức là bây giờ cứ tưởng tượng à, bây giờ có hai chủng virus cúm à, nó cùng nhiễm vào một con thú đó. Thì khi mà xâm nhập vào tế bào, đúng không, xâm nhập vào tế bào, ví dụ như con virus A, virus cúm, số 1 đi, mình nói số 1. Bây giờ để cho nó dễ thì tôi ví dụ là con virus cúm này nó có hai bộ gen, nó có hai đoạn thôi nha. Thực tế là nó có thể là có 8 đoạn, 7 đoạn à. Thì bây giờ mình ví dụ là nó có hai đoạn thôi à, cho một cái màu lên đi để cho nó dễ à, dễ đỡ phức tạp. Nó có hai đoạn gen, một đoạn là A, đoạn là B, và con thứ hai có cái bộ gen là một đoạn nó là A phẩy, đoạn là B phẩy. Thế thì khi mà nó xâm nhập vào trong tế bào, hai con virus này nó cùng chui vào một cái tế bào, thì có nghĩa là những cái đoạn gen này, cái đoạn RNA là sẽ được tạo ra và nó nằm lẫn lộn trong đây, đúng không? À, nó có 4 đoạn. Có nhiều thứ, tức là mỗi đoạn thì nó có nhiều cái copy ở trong đây. Và khi tạo ra virus mới à, thì ngoài cái chuyện là nó tạo ra cái con virus 1 và 2 thì nó có thể xuất hiện những cái con virus mới mà bây giờ nó là cái tổ hợp, cái bộ gen của nó là tổ hợp của, tức là trộn lẫn của hai cái bộ gen của hai cái con virus ban đầu này. Mình có thể gọi hai con virus ban đầu 1, 2 này là con virus bố mẹ, thì nó tạo ra những cái con virus con, có thể là nó giống y chang như bố mẹ hoặc nó khác, ví dụ như là cái này à, ví dụ là con virus mới đó là à, bộ gen là A và B phẩy à, thay vì nó lấy là B thì nó lấy của cái con thứ hai nó trộn vào là A B phẩy, và tương tự một con khác đó là gì, đó là A phẩy B đó. Thì đấy mới là chỉ là hai đoạn à, nó có cái 8 đoạn thì là sao, tức là nó còn có khả năng trộn lẫn và tạo ra những con virus mới khác. Thì đó là cái việc mà nó biến đổi còn antigenic shift, biến đổi này là biến đổi lớn. Nhắc lại là gì, là con virus cúm này nó có khả năng biến đổi rất là nhiều, đúng không?
vừa là biến đổi điểm, đột biến điểm, biến đổi nhỏ, và hai nữa là cái biến đổi lớn này nó còn gọi cái lớn này là tái tổ hợp recombinant. Thế thì đó là tại sao mà khi mà nói về cúm 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 gia cầm á, người ta luôn luôn người ta có cái từ gọi là giám sát, surveillance, giám sát cúm, tức là hàng năm người ta phải thu thập thông tin từ thực địa, từ những cái chủng cúm, ví dụ như lấy từ con chim chim di cư, người ta thu hoạch, người ta thu ta lấy mẫu xong người ta kiểm tra coi coi xem là cái bộ gen của con virus cúm nó có thay đổi gì không, có biến đổi gì không, có hình thành cái chủng virus cúm mới hay không, và cái virus cúm đó nó có tính độc cao hay không. Mình thấy là ở trên cúm gia cầm nó có cái chủng H5N1 đúng không, hay nghe hồi đó, từ đó giờ hay nghe H5N1 hay là H7N9, càng ngày nó có xuất hiện những cái chủng virus cúm mới mà độc lực cao. Rồi tiếp tục. Và ở trên người nó cái virus cúm này nó cũng, và như tôi nói là ở những nước ôn đới, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, thì là virus cúm nó cũng gây chết hàng năm là cả mấy ngàn người, không, cả trăm ngàn người chết. Và người ta khuyên là nên chích virus cúm, chích vaccine cúm vào trước mùa lạnh, tức là vào tháng 9, tháng 10 là nên đi chích vaccine cúm. Rồi vaccine cúm đó là chích theo từng năm, mỗi năm mỗi chích. Thì người ta cũng ở trên người, người ta cũng phải giám sát, người ta cũng phải giám sát cúm, xong rồi người ta dự đoán vào cuối năm này, người ta dự đoán là năm sau á, thì là khả năng đó là cái chủng virus cúm nào nó xuất hiện, nó phổ biến, thì người ta sẽ làm vaccine theo cái chủng đó, mỗi năm mỗi kiểm tra, và có thể là nếu mà nó giống thì không cần phải thay đổi, còn nếu mà nó khác thì phải thay đổi. Và cái dự đoán thì có thể đúng có thể sai, nên có những năm mà dự đoán sai, vaccine không có hiệu quả thì cái tỷ lệ chết nó cao. Rồi, vậy là xong cái phần cấu trúc. Mình có khá là nhiều điểm mà cần chú ý đối với cái virus này. Và như tôi nói là những cái con virus nào mà mới thấy là nó mình không thấy nó đề cập gì đến các protein, tên không quan tâm nó nhiều, thì thường là những cái con đó là sao? Cái vaccine của nó có hiệu quả cao, và cái hiệu quả cao thì có nghĩa là người ta cũng không có động lực để nghiên cứu nhiều về con virus đó, đúng không? Cái con virus cúm này thông tin rất là nhiều, nghiên cứu về nó cũng rất là nhiều. Vì sao? Vì cái vaccine của nó không có hiệu quả, không có cái vaccine nào mà có thể bảo vệ cho con người hoặc là con thú khỏi tất cả các chủng virus cúm. Và mỗi năm mỗi nghiên cứu, mỗi kiểm tra, mỗi thay đổi vaccine thì rất là tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức, tốn nhiều tiền bạc. Người ta nên là người ta cũng rất là muốn là tạo ra cái vaccine nào đó mà có thể bảo vệ được cho phủ hết, bảo vệ hết khỏi những cái con virus cúm này, những cái chủng tiếp hoặc sắp tiếp. Và đến nay vẫn chưa có thành công. Và trên thế giới cái con virus cúm này là cái con mà được nghiên cứu nhiều thứ hai, chỉ sau cái con virus HIV. HIV còn chưa có vaccine. Cái này có vaccine rồi nhưng mà nó lại nó hiệu quả nó không cao và không bảo vệ được hết tất cả các sắp tiếp.
À, về phân loại cái này thì đúng mình có nói rồi, tức là nó phân thành các giống, các típ ấy, thì ở đây nó mình có thể gọi là giống, virus cúm A, B, C, và chủ yếu là cúm A là cái cúm mà gây những cái hậu quả nghiêm trọng ở trên người và động vật. Cúm B, cúm C người ta cũng thấy phát hiện ở trên người hoặc động vật, nhưng mà cái tầm quan trọng của nó thì không có cao, đấy là người ta cũng ít nghiên cứu. Kế tiếp, kế tiếp đó là cái sự nhân lên của con virus cúm này. Thì mình biết là con virus này nó có vỏ. Và khi mà con virus cúm nó muốn xâm nhập thì là cái đầu tiên là cái cụ thể của nó là cái HA nó sẽ phải bám, tức là phải cụ thể là cái con virus nó sẽ bám vào cụ thể ở trên tế bào. Và cái HA nó bám cái một cái cụ thể, thường nó cái cụ thể trên tế bào nó gọi là cái sialic acid. Viết tắt là chữ SA, sialic acid. Thì khi mà bám vào rồi thì nó sẽ nó con virus nó sẽ đi vào bên trong theo cái cơ chế gọi là nhập nội bào. Thì lúc này mình sẽ thấy là cái bộ gen của con virus nó được bao bởi hai lớp, đúng không? Lớp thứ nhất đó là cái lớp vỏ của con virus. Cái lớp thứ hai là cái lớp mà mình làm con virus nó mới có từ mới lấy từ cái màng tế bào. Thế thì làm sao để giải phóng bộ gen ra ngoài? Thì chi tiết thì mình sẽ quan sát ở cái slide phía sau. Rồi khi mà bộ gen được giải phóng ra ngoài rồi thì nó sẽ đi vào trong nhân. Con virus này nó có cái đặc điểm là cái bộ gen của nó được nhân lên ở bên trong nhân. Cái mRNA cũng được tạo ra từ ở trong nhân. Mà khi mà tạo ra rồi thì cái mRNA nó sẽ đi ra ngoài tế bào chất để nó được nó dịch mã thành những cái protein. Rồi những cái bộ gen cũng đi ra ngoài và cuối cùng là nó lắp ráp lại. Và thành những có thể là nó đi qua những cái cơ quan như là lưới nội chất, nhám, có hạt hoặc là Golgi thì nó lấy những cái protein, cái protein có thể là nó đang bám ở trên những cái thành phần này. Và khi mà đi qua nó lắp ráp lại thành cái virus hoàn chỉnh và nó thoát ra ngoài bằng cái phương pháp gọi là nảy chồi. Thì ở cái giai đoạn này, là lúc mà nó nảy chồi ra thì nó vẫn còn dính ở bên trên bề mặt tế bào này, thì cần cái enzyme NA neuraminidase để phân cách nó để cho cái con virus nó rớt ra ngoài, hoàn toàn nó giải phóng ra ngoài. Thì cái quá trình này ha là các bạn sẽ hiểu nó kỹ hơn sau khi mà xem một cái video. Đây, video nó đây. Virus cúm này thì chủ yếu là nó sẽ lây qua đường hô hấp, đúng không? Và nó có nhiều ở trong những cái hạt khí dung hình thành. Trong trường hợp này đó là cái ống này, ống hắt xì hơi, ống tạo ra nhiều cái bọt khí, cái hạt khí dung có chứa virus. Rồi khi mình hít vào thì là nó vào cái đường hô hấp,
và nó bám vào những cái tế bào biểu mô của đường hô hấp. Đang nói về những cái protein ở trên bề mặt của virus, nói trước là về cái RNA là cần thiết cho việc mà giải phóng virus. Ok, nó đến cái MR2 là cái kênh ion để làm thay đổi pH. pH đó là thay đổi trong những cái bước sau đó, thì nó sẽ thay đổi cái cấu trúc của HA. Cái HA này á, nó quan trọng và nó sẽ được chia làm hai cái thành phần là HA1, HA2. Thì cái việc mà phân cách thành HA1 và HA2 đó là nhờ cái enzyme protease. Trong trường hợp này nó là trypsin. Trypsin là những cái là cái trong đường tiêu hóa, nó là cái enzyme để phân giải protein, đúng không? Cái màu đỏ là cái trypsin. Đó, nó nói là cái HA đó nó được phân cách bởi trypsin để tạo thành hai phần là HA1 và HA2. Rồi, khi mà nó xâm nhập vào bằng cách là nhập nội bào. Ok, ở cái giai đoạn này thì nó nói là cái pH giảm xuống là nhờ cái kênh ion á, nó làm nó kéo cái H cộng vào làm cái pH giảm. Và pH giảm như thế thì nó sẽ thay đổi cái cấu trúc của HA, các bạn sẽ xem. Đó thì lúc mình nói là cái bộ gen của nó bây giờ nằm ở trong cái hai cái lớp màng, thì cái HA nó sẽ từ cái lớp màng trong đó, nó thay đổi cấu trúc và nó gắn vào cái lớp màng ngoài nó. Và mình tưởng tượng như là hai cái HA, mà cái HA nó giống như là một cái cánh tay nó kéo banh cái màng ra, nằm rách cái màng, làm rách cái màng và giải phóng cái bộ gen đi ra ngoài. Rồi như thế thì mà mình thấy là cái HA nó quan trọng, và để cái HA đó nó có cái nó phát huy cái công dụng, cái tác dụng của nó thì nó phải được phân cách bởi cái protease. Đó là cái điểm cần chú ý. Và cái tính độc lực của cái con virus thì nó cũng sẽ liên quan đến cái gen HA này. Mình thấy là HA nó phải được phân cách thì nó mới thay đổi cấu trúc được, nó mới thành cái H1, H2 và nó biến đổi cấu trúc, và nên nó sẽ dẫn đến cái việc là giúp giải phóng cái bộ gen của virus vào bên trong tế bào.
tế bào chất và đi vào trong nhân để giúp cho con virus nó nhân lên. Thế thì mình nhớ là cái HA nó phải cần trypsin, cần cái protein để phân chất. Và tôi có nói đến là những cái độc lực của con virus. Thì nó con virus cúm nó chia thành những cái nhóm, tức là những cái chủng sắp tiếp là độc lực cao hoặc độc lực thấp, đúng không? Ví dụ như H5N1 là độc lực cao, H7N9 là độc lực cao, nhưng còn những cái sắp tiếp khác thì là không phải là độc lực cao, thì là do đâu? Là do cái thằng cái gen là cái gen HA đó, hoặc là cái gen thì nó sẽ liên quan đến việc là liên quan đến cái protein. Sao mình biết không được thế nào? Ví dụ như là cái chủng độc lực thấp. Cái chủng độc lực thấp thì trên cái protein ấy, cái protein HA nó chỉ có một số ít những cái điểm phân cắt. Cái điểm phân cắt này là cái chỗ mà cái protease hay là cái trypsin nó bám vào nó và nó phân cắt để tạo ra A1 và HA2. Và cái những cái ít cái điểm này thì dẫn đến cái chuyện là gì? Tức là chỉ có số ít những cái protease nó có thể tác dụng. Và thường những cái protease đó là những cái protease có ở trong cơ thể con thú. Ví dụ như là trypsin chẳng hạn thì nó có nhiều ở đâu? Có nhiều ở ruột non, đúng không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là con virus được tạo ra lúc này cái HA của nó chưa được phân cắt, nó muốn hoạt hóa, nó muốn nhân lên tốt ở trong tế bào thì cái HA nó phải được phân cắt cái đã, và nó phải làm sao, nó phải tìm cách làm sao đó mà nó xuống ruột non hay là trên đường hô hấp, mà đường hô hấp cũng khá là ít, nó phải xuống cái ruột non để có những cái enzyme nó phân cắt HA. Thì lúc đó khi phân cắt rồi nó mới nhân lên hiệu quả trong tế bào được. Mà nếu mà không được phân cắt thì thôi sao? Thì thôi, thì là không gây bệnh, không nhân lên tốt thì là không gây bệnh được, đúng không? Thì đó là cái chủng độc lực thấp. Chủng độc lực cao thì cái thằng HA này nó có nhiều hơn những cái điểm phân cắt. Và nhiều hơn này thì là sẽ là phù hợp, nó sẽ cho nhiều cái loại enzyme khác nhau, những cái protease khác nhau có thể phân cắt được. Và những cái cái enzyme đó có thể là những cái enzyme nội bào, tức là sao? Tức là những cái enzyme mà có ở bên trong tế bào. Và ngay khi mà nó được tạo ra, con virus nó nhân lên, nó tạo ra những cái protein HA. Thì những cái protein HA này nó đã được phân cắt ở bên trong tế bào. Mà như thế thì sao? Tức là lúc mới tạo ra, con virus nó mới ra lò, mới được tạo ra khỏi tế bào, thì nó đã có khả năng, nó đã được hoạt hóa, nó đã có khả năng xâm nhập, nhân lên hiệu quả trong những tế bào khác. Thì có nghĩa là sao? Nhân lên nhiều thì gây bệnh, thì là gây hủy hoại tế bào nhiều, là gây bệnh nhiều, đúng không? Thì là nó gọi là độc lực cao.
Thì đó ha, thông tin đó là cái chuyện mà quyết định cái độc lực của con virus. Đó là cái điểm đầu tiên mà mình chú ý. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái thụ thể. Lúc nãy mình nói là cái thụ thể của con virus cúm nó là cái sialic acid đúng không? Cái tắt là chữ SA. Bây giờ cả lớp cho tôi biết, em cho tôi biết là bây giờ trong trường hợp ví dụ như là nhà tôi có nuôi gà, nuôi chim. Ví dụ như bây giờ trong thành phố thì nó là nuôi chim đi, nuôi chim cảnh, con sáo chẳng hạn, thì cái con đó nó bị nhiễm cúm, cúm đó là cúm gia cầm. Và tôi chăm sóc con chim hàng ngày, tôi cũng tiếp xúc gần, tức là cho nó ăn uống rồi thì bắt nó lên chạy lông, tắm chạy lông, tỉa tót này nọ, tức là cũng tiếp xúc khá là gần, thì tôi có khả năng bị nhiễm cái virus đó hay không? Có hay không? À, bạn anh nói là không. Bạn nào khác? Ý kiến khác. Hoặc trường hợp là trên chim, hoặc là ví dụ như là tôi có một đàn gà nó bị nhiễm cúm gia cầm. Tôi chăm sóc nó, hoặc là cái con gà nó to quá, nó ngon quá, nó chết uổng quá, và tôi mần thịt nó, tôi ăn cho đỡ phí, tôi có khả năng nhiễm virus cúm gia cầm hay không? Bạn Văn Nam nói là có. Còn bạn, những bạn khác? Bây giờ 50-50, anh chọn đại đi. Nếu mà không biết thì cứ chọn đại. Để coi xem mấy bạn may mắn chỗ nào. Ok. Châu Ngân, Thiên Trang, Trúc Vy, Hoài Nam, Yến Vy, Văn Cưng, Hoài Trinh. Nói có, từ nãy giờ là có nhiều hơn không? Bạn Kim Ngân thì nói là không. Câu trả lời là có. Con người hoặc là động vật có vú nói chung